Thưa bà con, nhằm tạo hướng đi mới trong phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng đất Thanh Hóa thì đã áp dụng kỹ thuật chuyên môn trồng hoa trái vụ, không chỉ tạo ra những cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn sắc vàng, những cánh đồng cúc họa mi với sắc trắng, mà mô hình nông trại những đàn cừu trắng đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến thăm mô hình du lịch độc đáo này. Cúc họa mi hay còn gọi là hoa báo đông có vòng đời khá ngắn, chỉ nở rộ vào tháng 11 và chỉ trong khoảng 3 tuần rồi lụi tàn. Điều đó đồng nghĩa thời điểm này cúc họa mi đã không còn. Thế nhưng tại nông trại này, những vườn hoa cúc họa mi vẫn đang khoe sắc, cùng với cánh đồng hoa hướng dương đang biến nơi đây thành điểm check-in khá thú vị trong dịp xuân mới. Với cái mong muốn là các con được trải nghiệm thực tế những cánh hoa xuân. Mùa xuân về thì muôn hoa khoe sắc thì cho các con được tận hưởng cái không gian tươi mới của mùa xuân cũng như là màu sắc rực rỡ của mùa xuân như thế nào. Đó để cho con thêm phần yêu quê hương đất nước. Để có thể thay đổi thời vụ, tuổi thọ của vườn cúc họa mi hay hoa hướng dương, anh Đạt đã phải bỏ nhiều công sức và tìm tòi kỹ thuật chăm sóc cây. Bằng cách thay đổi thời gian sinh trưởng và can thiệp sinh học của cây, đồng thời xây dựng những khu vườn trái vụ, giúp trang trại này có hoa nở quanh năm. Để làm được cái du lịch trải nghiệm này thì thực tế là nó cũng rất khó khăn. Còn quan trọng nhất là khi khách đến đây là mình phải có một cái điểm nhấn khi đến trải nghiệm một phần, nhưng mà họ muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh. Xuất phát từ tình yêu nông nghiệp, đặc biệt là xây dựng môi trường nông thôn được tốt hơn, anh Đạt từ một kỹ sư trong thành phố Hồ Chí Minh đã quyết tâm về quê xây dựng mô hình này. Nó không chỉ là ý tưởng táo bạo mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn, thu hút du khách về nông thôn nhiều hơn. Nông trại này đã thu hút khoảng 1.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt với những tín đồ mê chụp ảnh, sẽ không còn quá khó khi tìm một điểm check-in mùa xuân với muôn hoa đua sắc. Vâng, có thể nói đây là một mô hình rất là độc đáo và hy vọng là những mô hình du lịch nông nghiệp như thế này thì sẽ được nhân rộng, phát triển nhiều hơn nữa tại các địa phương.